ơi, quên ăn tôm hùm vào đây không, trộn hết ở dưới này, một nồi tôm ở dưới này. Ôi, có ao này. Đó. Gia đình bạn con thì vẫn trong hành trình đang ăn. Chú yêu ăn đi. Đây là bà thông gia, ở kia là bà ngoại. Chào bà ngoại, chào các bạn đi. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha. Hôm nay là sinh nhật bà ngoại đấy các bạn ạ. Chào nữa sẽ có bánh sinh nhật để chúc mừng sinh nhật bà ngoại. Để mọi người ăn no xong mình sẽ chúc mừng sinh nhật bà ngoại nha. Uầy, đấy, xa xỉ chưa? Một món ăn xa xỉ, cháo tôm hùm. Mời bà ngoại, chúc bà ngoại ăn ngon miệng. Đấy. Còn kia là gì về, kia là sumi. Bạn ơi, vậy là đã xong rồi. Và bây giờ đến món tráng miệng. Đây là chè này, là chè đỗ xanh. Còn đây là calamen này. Đấy. Còn đây là sữa chua đúng không? Sữa chua đúng không? Ok, bây giờ thì mình sẽ thưởng thức từng món một nhé. Sẽ ăn chè trước, gọi là
khóc. Cố lên. Hamaguchi đi luôn đi. Đi luôn đi. Bám chặt vào. Không có gì to nên không sợ à? Không khóc à? Không khóc à? Đi cậu ta. Một gì ơi, bố bảo đi về sinh nhật bà đi. Sao họ mang bánh sinh nhật ra rồi đấy? Họ mang bánh sinh nhật ra rồi. Không về chúc sinh nhật bà. Con xin vào xếp hình không chịu về các bạn. Ơi, chết ông chưa? Bạn sinh nhật nhé. Bạn ơi, bây giờ thì bạn con xin đi về sinh nhật bà. Nhanh lên các bạn đến thôi. Ôi, chạy đâu ơi, đây mà. Nhanh mà. Có bên này mà. Có bên này mà. Và con xì chạy rất là nhanh luôn đấy. Rồi không chạy nhanh là về bây giờ bà đến sinh nhật rồi ấy. Ui, vào đi đây mà. Đấy. Ui, bà con xì đã chạy vào đến bàn rồi kìa. Nhanh nhé. Đây rồi, mọi người đã về ở đây đúng đông đủ hết rồi. Chắc là bây giờ đợi bánh sinh nhật ra rồi các bạn nhỉ. Còn gì đấy. Bà vẫn chưa có cơ hội được phát biểu. Các bạn ơi, bây giờ là nhân viên đã đến để dọn bàn rồi và chuẩn bị đến tiết mục tiếp theo, đó là đưa bánh sinh nhật ra và hát chúc mừng sinh nhật bà ngoại nha. Hà Linh ơi, chào Hà Linh, có biết hát chúc mừng sinh nhật bà ngoại không? Biết hát bài Happy Birthday không? Đây. Rồi các bạn ơi, vậy là bánh sinh nhật đã đưa ra rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, bánh sinh nhật đây rồi. Ê ơi, bánh sinh nhật Happy Birthday to you. Mang ở trong kia. Ôi, hôm năm nay bà mới 30 tuổi. 30 tuổi ra cái nến, mỗi cái nến 10 tuổi. Nào gì mà 60. Thế thì mỗi cái nến thì 20 tuổi. Đấy. Một chiếc bánh. Chuẩn đi, mọi người hát nha. Mình sẽ đứng ở ngoài kia xa xa để mình quay lại nha. Đây là giây phút cả nhà đang đợi đoàn ra để hát chúc mừng sinh nhật bà các bạn ạ. Đấy, nhà hàng, lễ tân nhà hàng ra bắt nhịp và mang cả loa đến để hát nhé các bạn nhé. Đây rồi, lễ tân đã đến rồi này các bạn này. Rồi bây giờ là sẽ là thắp nến và chuẩn bị thắp pháo hoa sáng luôn các bạn ạ. Thấy chưa? Ôi, lễ tân cô đã thắp rồi và các cháu